Hi, xin chào các bạn lại quay lại học guitar cùng Lộc nhá. Thì với cái tiêu đề của nó hơi buồn cười một chút nhưng mà Lộc tin rằng nó sẽ hữu hiệu và rất có ích với tất cả các bạn ham học đàn guitar. Đó là chúng ta sẽ học các nốt nhạc, học các nốt nhá, học cách để nhận diện các nốt nhạc trên cần đàn này bằng cách không có nhạc lý. Thì các bạn sẽ hiểu là nốt nhạc ta sẽ là đồ re mi fa son la si do hoặc là la si do re mi fa son la si do hoặc là mi fa son la si do re mi fa son la. Đấy. Nó chỉ như vậy thôi, mi fa son la si do re mi fa son la si do re mi fa do re mi fa son la si do. Đấy, nó chính lúc nào như vậy, lúc nào cũng bắt đầu là đồ xong đến re xong đến mi đến fa đến son. Đúng không? Rồi đến la đến si xong lại đồ xong đến re đến mi đến fa đến son đến la đến. Đấy, cứ như vậy. Nó không bao giờ thay đổi cái thứ tự đó là mi fa son la. Sau cứ sau đô thì là dê, sau dê thì là mi, sau mi thì là fa, sau fa thì sẽ là son, sau son sẽ là la, sau la sẽ là si, luôn luôn là như thế và không bao giờ thay đổi. Thì nhưng mà tại sao là cái đàn này nó có nhiều ngăn, nhiều phím, nhiều nốt, nhiều cái như thế này thì nó sẽ là các nốt nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học nhá. Chúng ta cùng nhau học. Thì thứ nhất là bạn sẽ có cái dây này là dây mi đúng không? Dây mi thì các bạn đã học trong các bài đầu tiên rồi, đúng không? Trong các bài đầu tiên các bạn đã biết dây này là dây mi. Sau là dây la, dây dê son si và mi đúng không, mi si son dê la âm mình. Thì ở đây là các bạn sẽ nhớ cho Lộc là dây số 1 đến dây số 6, 1 2 3 4 5 và 6 đúng không, là mi si son dê la mi. Thì không bấm cái gì thì là các bạn đã có 6 lốt rồi đúng không, không bấm là 6 lốt, các bạn đánh một phát này là cả 6 lốt cùng kêu này. Đấy. Thì giờ các bạn sẽ biết là sau mi thì đến gì? Sau mi thì đến chắc chắn đến fa, đúng không? Thì sau mi đây là fa. Đấy, sau fa đây là fa thăng. Đấy, sau fa thăng đây là son. Sau son đây này là son thăng. Sau son thăng đây là la. Sau la đây là la thăng. Rồi đấy này là si. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ biết là ô tại sao ông Lộc cũng lại có được cái này, thì bây giờ nó sẽ chiếu các bạn xem cái ảnh. Cái ảnh này có tất cả các nốt ở trên đây nó là nốt gì. Đấy, thì các bạn sẽ có. Và Lộc tin rằng sau khi xem các bạn ảnh này, các bạn sẽ biết ô cả cái cần đàn này là nốt gì. Cả cần đàn này là nốt gì. Mi đến fa, fa đến fa thăng. Đấy, và các bạn đến son, son đến son thăng, rồi son thăng đến la. Và các bạn sẽ nhìn cho Lộc cái ảnh này và nhìn thật kỹ nó. Thì cái ảnh này các bạn nhớ này. Trong đây nó sẽ không mô phỏng của chúng ta có hai nốt. Nốt thứ nhất là không bao giờ có nốt mi thăng. Các bạn cứ nhìn xem, không bao giờ có nốt mi thăng. Nốt thứ hai là không bao giờ có nữa, đó là không bao giờ có nốt si thăng nhá. Không bao giờ có nốt mi thăng và nốt si thăng ở trên cái mô phỏng này, các bạn nhớ. Và cái cần đàn này không bao giờ có hai cái nốt mi thăng và nốt si thăng theo cái mà các bạn học không có nhạc lý nhá. Thế nó là như vậy, thì các bạn có thể hiểu được. Bây giờ các bạn bỏ tất cả các nốt thăng và không bấm vào các nốt thăng nhá. Các bạn không bấm vào bất cứ một nốt thăng nào cả mà chỉ bấm vào nốt bình thường, tức là nốt không thăng. Đấy. Còn cũng không bấm nốt giáng. Thực ra đấy, pha thăng sẽ là son giáng. Pha thăng, pha đây là nên đây là pha thăng, nhưng mà son ở đây thì tùy xuống vẫn là son giáng, tức là son giáng với pha thăng là một nốt mà thôi. Các bạn hiểu chưa? Pha thăng với son giáng nó chỉ là một nốt mà thôi, các bạn nhớ nhá. Thì ở đây các bạn sẽ tương tự như vậy, son thăng la giáng đấy, la thăng thì si giáng đấy, tương tự như vậy. Đây là đô thăng thì đây là dê giáng, đô thăng thì dê giáng nhá. Thì nó là như vậy, thăng giáng thì nó là một theo kiểu hình thức như thế. Các bạn sẽ tiếp tục học được cái thứ hai, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba thì các bạn sẽ bây giờ không bấm vào các nốt thăng giáng này cả, mà các bạn chỉ bấm vào các nốt không thăng giáng, nốt bình thường, thì các bạn sẽ thấy là fa đây, son đây, la đây, đúng không? Si đây, đúng không? Đô đây và dê đây và mi đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái những cái chấm trắng này, đấy, bạn nhìn thấy chấm trắng chưa? Những cái chấm trắng này rất dễ, nó là những cái nốt không thăng giáng. Thực ra những nốt chấm trắng này nó chạy theo cái quy luật đó là cứ hai ngăn một, hai ngăn một, tức là cứ cách cái thăng giáng thì là đến nó. Đấy, theo hình thức như vậy. Thường là các nốt thăng giáng sẽ không rơi vào
những cái nốt có chấm trắng này, các bạn nhớ nhé. Thì các bạn sẽ tập cho mình tập đi để nhớ nốt. Các bạn sẽ nhớ là mi buông này, fa son đúng không, la buông này đúng không, la buông này, si do đúng không. Các bạn nhìn vào cái ảnh ấy, nhìn vào cái ảnh nhé, si do nhớ là không bấm vào thang giá nhé, si do dê này, dê là buông này đúng không, mi fa đúng không, mi fa son buông này, mi fa fa là về đến son đúng không, son buông này, son rồi đến la, la này đúng không, từ dưới này ta có si luôn, si buông này, rồi ta có do, rồi có dê, rồi có mi buông, rồi dê mi, rồi đến fa đúng không, fa rồi đến son đúng không, son ra đến đây la, la này, si do dê mi đấy. Các bạn cứ nhìn cái ảnh là ra hết, nhìn kỹ cái ảnh và tập theo nó nha. Các bạn không bấm vào thang dáng, rồi các bạn bấm đến đâu thì các bạn đọc cái nốt đấy to lên để cái tay của bạn này nó nhớ cái nốt đấy là nốt gì. Các bạn phải đọc cho cái tay, cái não nó nhận cái nốt đấy vào cái tay nhá, để nó ăn vào máu các bạn ấy. Thì thật ra thì ở đây nó theo cái hình thức là các bạn học theo kiểu mò mò thôi, nhưng mà học nhạc lý thì sẽ học các bài sau. Nhưng mà các bạn cứ tập như vậy đi, bởi vì cái này rất là hay, cái này rất là hay. Là nếu như các bạn học nhạc lý xong các bạn bị vỡ não rồi thì hơi đâu mà các bạn tập nữa. Bây giờ các bạn tập đi, sau này học nhạc lý các bạn sẽ hiểu à tại sao lại như thế, thì nó sẽ hay hơn là các bạn học nhạc lý xong mới học cái này. Ngày xưa là học nhạc lý trước, nhưng mà không hiểu sao cái não của Lộc đấy, Chúa ban phước kiểu gì đấy, nó lại có thể chịu đựng được cái áp lực, thế là nó học được cái này. Nhưng mà thực ra thì thầy giáo cũng dạy cho mình thầy giáo cũng dạy cho mình gọi là dạy theo con vẹt, dạy theo hình thức con vẹt đấy, tức là dạy dập ba gem, tức là mi fa son la si do re mi fa son la si do re mi fa son la. Mình cũng chả biết vì sao nó lại là như thế, nhưng đến sau này học nhạc lý mình hiểu. Nhưng mà đầu tiên thì cảm ơn thầy giáo đã cho mình như thế. Nhưng bây giờ Lộc muốn với các bạn là không học theo kiểu thầy giáo mình dạy như vậy nữa, đúng không, mà các bạn phải đi tự do, không đi theo kiểu thầy giáo dạy nữa mà đi tự do nhé. Đi tự do này, si do si la, đánh ngược, đánh ngược son fa mi đấy, đánh ngược để nhớ đấy. Hoặc là các bạn đi này, các bạn không đi từ đây, không đi từ đây mà các bạn đi từ đây này, son la si do re si do re đấy, xong các bạn nhớ xem mi đâu, mi đâu, mi fa hình như là mi fa đây, sai rồi đấy. Các bạn phải cố gắng nhìn cái ảnh nhá, để đây nó quên mất. Để các bạn sẽ nhớ là son la si do re này, mi fa son la đấy, các bạn nhớ như vậy đấy, do re mi fa đấy, mi fa đây, mi fa son la đúng không, mi fa son la đấy. Các bạn nhìn, các bạn tập theo thì các bạn tạo cho mình những cái lối để các bạn đi, lối để đi nhé, tạo ra lối đi cho chính riêng bạn. Bây giờ các bạn sẽ chép những cái nốt này ra, tạo ra một thế đi. Thực ra đây là một cái thế đi mà người ta đã tạo ra rồi. Thực ra đây là một cái lối đi mà người ta đã chép ra và tạo ra và trở thành một cái bài tập. Thì giờ các bạn hãy tạo ra một cái bài tập cho riêng mình bằng cách chép ra, riêng ra, cắt nó thành từng phần nhỏ như vậy. Chép ra một cái quyển vở riêng, một cái tờ giấy riêng. Thì sau đó là các bạn tập đấy. Ví dụ các bạn tập theo kiểu là, ví dụ các bạn bắt đầu từ son thì sẽ phải kết thúc ở son. Là son la si do re mi fa son la si do re mi fa son nhá, thì phải kết thúc ở son, bắt đầu từ do kết thúc ở do, bắt đầu từ la kết thúc từ la, bắt đầu từ re kết thúc từ re, tương tự như vậy, bắt đầu từ mi thì phải kết thúc từ mi, tương tự như vậy nhá. Ví dụ như là muốn đánh ở đây, đánh ở đây gì, đánh ở đây re nhá, bắt đầu từ re, re mi fa son la si do re, bây giờ mình sẽ bắt kết thúc ở re. Đấy, các bạn tạo ra các lối đi như vậy, sau đó là tạo ra thật nhiều cái lối đi và các bạn ghép nó vào, làm sao để các bạn đi được một cái lối đi mà các bạn đi được cả 6 giây nhá. Một cái lối đi mà các bạn đi được cả 6 giây thì rất là tốt. Ví dụ như Lộc sẽ đánh từ đô ở đây, đô re mi, đô re mi fa son, đô re mi fa son, đô re mi fa son. Lộc đang cố nhớ lại đô do re mi, do re mi fa son la si do re mi fa son la si đấy, tạo ra cái lối đi khác chứ đừng chỉ quen một cái lối đi này thôi. Lối đi này thì đi rất quen nhưng mà lối đi này thì không nhớ là ở đâu này. Đấy, đấy, nhầm đấy, đấy đúng không? Đấy thì các bạn đấy, tạo ra các lối đi như vậy để các bạn nhớ các nốt trên cần đàn. Đấy thì sau này các bạn tỉa tót các thứ nó rất là dễ. Nhớ là khi các bạn viết nó ra giấy này, tách nó ra,
làm sao cố gắng đi được 5 đến 6 giây là nhiều nhất, là càng càng nhiều tốt. Và khi tập đây các bạn nhớ đọc bằng mồm cho cái tai nó thấm vào não, nó ngấm vào tai, nó ngấm vào máu này. Do re mi fa son la si, do re mi fa son la si, do re mi 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 fa son la si do, đấy, do si la son fa mi re do si do si na son fa mi si do. Đấy, các bạn tập như vậy nhá. Thì tập như vậy nó tạo nên cho các bạn xuôi ngược ngược xuôi ngược xuôi xuôi ngược, nó sẽ tạo lên một cái tư duy não bộ về các nối âm nhạc rất là hay nhá. Ví dụ như các bạn sẽ đánh này, đây các bạn hay đánh nhá. Dương Lộc sẽ đánh này. Rồi đánh này. Mi fa sol. Đấy. Re mi fa son fa mi re do. Đấy, đồ đồ đấy nhá, các bạn cố nhớ vậy. Tập lại nha. Mi fa son la son fa mi re, re mi fa son fa mi re do. Ok chưa? Đấy, các bạn tập cho mình các nối đi và tập vào các bài hát như vậy thì các bạn tập thôi, nó chỉ có là tập mà thôi. Re mi fa la son fa mi re thì đây là cái bài không nhạc lý để các bạn nhớ được cái âm nhạc. Thì buổi sau nó sẽ dạy các bạn nhạc lý nhá, các kỹ năng cơ bản trong 4/4 và 2/4 để đệm hát dẫn chương trình hội thánh và tập các bài hát thì nó đã hướng dẫn gọi như là đầy đủ rồi. Và thứ nhất, cái thứ hai là trong các bài tiếp tới thì Lộc sẽ hướng dẫn các bài hát mang điệu 6/8 hoặc điệu 3/4, và những bài hát này thì nó ít thôi, nhưng mà các bạn thích thì bạn học, không thích thì thôi. Nhưng mà cái phần quan trọng là chúng ta sẽ học tất cả các bài hát thờ cùng Chúa với nhau. Thì các bạn không biết đánh các bài hát nào, không biết phá băng các bài hát nào thì comment cho Lộc thì Lộc sẽ giúp đỡ các bạn. Còn về phần Lộc sẽ thấy những bài hát nào hay và những bài hát nào có những cái đặc điểm phá đảo phách, chuyển hợp âm hay thì nó sẽ lấy những bài đó để dạy trước. Còn những cái bài tiếp theo của nó giáo trình này sẽ là những bài gọi là dạy về nhạc lý để cho các bạn hiểu được và phối ghép vào ban nhạc, nó sẽ dễ hơn. Nhưng nó chỉ có như vậy thôi. Còn về phần điểm hát thì không còn nhiều bài nữa. Đấy, thì đó là tất cả những gì mà nó muốn chia sẻ. Còn tất cả những gì mà các bạn muốn mắng chửi, muốn comment, muốn phản hồi, muốn feedback, muốn tạo lên một làn sóng dữ dội cho những cái video của Lộc bị scandal thì các bạn hãy comment ngay lập tức ở bên dưới cái video này và tất cả các video khác nữa. Lộc sẽ luôn luôn nhận tất cả những lời chê trách hay là khen thưởng, tất cả những lời phàn nàn hay trách móc, tất cả những lời chúc hay là lời rủa rả Lộc cũng vẫn nhận tất cả nhá. Và Lộc sẽ đọc tất cả chúng, chỉ cần các bạn comment. Và cuối cùng là Lộc xin cảm ơn các bạn đã quan tâm video này. Nếu như các bạn biết rằng có những người nào đang muốn học video, muốn thờ phượng Chúa giống như chúng ta, các bạn có thể chia sẻ video của Lộc cho người đó. Các bạn có thể lấy video của Lộc để up lại trên video, trên cái kênh YouTube của bạn, trên Facebook của bạn, trên bất cứ nơi nào các bạn muốn. Các bạn muốn gì up kiểu gì tùy các bạn, Lộc không bao giờ cấm cản về điều đó. Và Lộc xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, goodbye.